Chịu hồi 500 anh em đến. Hả? Chị em cũng muốn qua gặp Tiêu nữa hả? Ốt vé luôn, chết luôn. Thích coi động vật gì nhất? Muốn coi cá sấu không? Ai chưa biết rồi? Bây giờ Tiêu Anh sẽ hướng dẫn các bạn bài tập thể dục của người cá nha. Rồi, bạn người cá Tony bắt tay làm quen với mấy bạn kiểu người cá đi nào. Nè, bắt tay kiểu người cá nè mấy em. Giờ bắt tay với Tiêu Anh nào. Wow. Ma. Ma. Yeah. Rồi mời lên, mời lên. Mời các bạn cùng lên. Rồi, mời mấy bạn cùng qua đây. Bạn người cá Tony sẽ hướng dẫn các bạn bài tập thể dục của người cá căn bản nhất nha. Rồi Tony đứng ở đây các bạn cùng xem nè. Đó, quỳ gối xuống, nâng mông của mình lên nha, rồi chuồn ngược lên, kỹ thuật căn bản như vậy thôi. Rồi em tên gì? Khen. Khen, em tên gì? Khen. Em Hân hả? Jenny. Em là anh. Em Ngọc. Rồi tất cả các bạn, chúng ta cùng chống tay. Rồi bắt đầu cùng làm giống bạn Tony nha. Làm đơn giản cho mấy bạn tập thôi. I could always be the one you wanna call when it's cold outside. I will always be the one that's right here standing by your side. Open up your heart and let me in. I promise not to break you. I promise.